Chào các nhà nha. Hôm nay đi đi dùng này bắt cua nha nha. Đây, mình đi đến đây gặp hắn cua đây cả nhà. Đó, cua đó nha cả nhà. Nó dụ chỗ này nè. Nó ẩn ngay chỗ này nè cả nhà. Nè, cái tay này ha. Dấu nó quật đó. Mình bắt cho cả nhà xem nha. Quần kia cái nhà, quần kia bắt. Ăn qua đây. Con của vậy. Đó, có. Thử lên nào. Dạ. Kẹp này. Kẹp hả? Đây. Bự nha. Ừ. Cua cái càng lớn. Cú hay gì đó, đó lòm rồi cả nhà. Càng ngộ ghê. Ừ, đó lòm à. Cua này ngộ nha. Đây ra rửa rồi cho cả nhà xem đi. Đây con cua này hồng nó đẹp quá là tuyệt vời luôn cả nhà, hồng nha, quá là đẹp tưởng tượng luôn. Hồng ha. Tối cả nhà ơi. Mẹ à, được cái nón này anh Tứng anh mất tặng nè. Nón của mình sáng đi hư hết rồi. Tứng anh mất tặng cái nón. Nó nãy ra hoài quậy nó xúc cái ấy không có gài vô không có đậu được, anh mới cho nó đây. Có của đào đây dầm có cái hàng này không có không nè. Cua con cua nè. Con cua này. Dấu này. Rồi, gãy càng rồi. Thôi, ăn cua con.
Ê, tình gái cả nhà, rất là buồn, buồn quá cả nhà ơi, hát bài như cả nhà. Buồn không em khi chiếc tàu điểm rời khỏi sân ga rồi quật dần trong khói trắng. Anh có ra đi không làm cả giang hồ quyểu lãng và là một chàng trai đang nặng gánh tang bồng. Ngước mặt lên em đợi nghe anh nói tiếng sau cùng. Tiếng còi tàu vang lên như dục dạ. Một người đưa tiễn, một người đi. Lại một lần nhặt tiếng từ ly. Dù buổi chia tay vẫn hẹn một ngày về. Anh sẽ băng mình qua mấy nẻo sơn khơi. Dư mở hành trang còn nguyên mùi khói súng. Mệt quá cả nhà. Này, gặp mớ hàng chép đây cả nhà. Đây ba ông hàng đó. Đây hàng cắm ngon bắt cho cả nhà xem này. Dạ. Yeah. Con nào nấy quần quần đúng không? Nha, một con. Rồi nha. Hai con. Ba con mong quá trời. Ừ, được ổ nhiều nữa nè. Con nữa, bốn con. Được ổ gì hết đạo nhiều nữa. Ô, được 5 con rồi nha. 5 con cho bá luôn. Đây còn hang nữa. Đây còn hang nữa nè. Bắn 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 bắn. Kéo con. Ôi rớt con coi. Ui, được nấu. Mộng.
cắt gầy. Này, gặp được hang cua coi nha. Ôi trời ba. Đi. Có hang cua coi nha. To hơn nha. Cất. Này móc luôn. Ủa, có chỗ cắm luôn rồi nha. Chắc hết bài rồi. Hứa cái lô luôn không cả. Vô hâm hăng dèo mình có cả nha. Ủa, bắt con này là bái tấm lạng rồi cả nha. Con cua cả nhà, cua nằm nhỏ chắc cũng 2 lạng quá, một bữa con 3-5 lạng này, con nhỏ xíu. Chạy vô nước rồi. Đi rồi. Rồi chạy qua cái ngách này rồi. Trời ơi. Oh.
ở đây cả nhà. Đây tay luôn. Đây. Hai là mấy cả nhà, rồi chắc ghê luôn. Rửa cái này thôi. Muốn cốm luôn. Nó mát rồi chứ muốn cốm luôn. Càng nó mòn lắng rồi cả nhà. Ui nó cái càng nó mòn này là nó chắc lắm á mà. Cả nhà thấy không? Nước vô lớn rồi cả nhà. Đây, vô đây gặp con cua nè. Ăn trong màn nè. Đổ trong đất thì ghê rồi coi nha. Cua không biết bự không, mùa này cua chắc cũng không lớn luôn nữa nha. Chưa lớn luôn. Để anh coi nó hang bự quá mà không biết sao. Biết đâu mà hên sao. Có đụng con lấy nha, con này cũng trọng ạ. Bự rồi nha các nhà. Lấy rồi, mọc nó cắn trời bá luôn. Đây các nhà. Quá ngon, cũng cứng rồi nha. Cua hai càng một xíu mới mọc. Đây. Vô nó quả quả. Đây. Nhà mình gặp được thằng cua được quá trời bự. Cua này mùa cua ôm, dám ôm lắm nè. Dũng nước thấy nó lạnh, nó mà nó lên đây. Mà lên tới đây nè. Mà lục cục mà. Nè. Nhà thấy không? Đó, hang đó. Nhà giấu nó nè. Giấu nó nè, hang cả nhà. Nè, cái móc nè. Nó bò vật xuống. Nè, có con cua nè. Ôm, miếng ôm lắm ạ. Ôm không đây. Đẹp rồi. Đang làm cái nhất ra. Tay hộp đây.
được con cua đấy. Đó. Cái này vậy. Rồi. Cái gắm thiệt là ngon. Cái gắm này. Rồi càng nó màu lắng. Con này ăn thôi. Hết sinh. Hết sinh. Hết sinh tiền luôn. Lâu lắm rồi mới đập được mấy con cái này. Mọi này cua chưa bự luôn nha. Cái gắm gì là ngon lắm rồi nha các nha. Này, cô ơi, có dám tượng dám có ôm lắm chứ. Thôi, cô cái dám. Đây, mình gặp một hang cua nằm trong đây nè các nhà. Chặn ngách đây, dỡ ngách chứ không phải chặn nữa. Hang cua ai á. Cho nó đụng cua lại. Ăn cổ. Rồi cũng được. Đây, nó bắt đây thằng cua đây, nhá, đây thằng cua đây. Nước ngập mẹ này. Đó, nước ngập tới đây này. Không có bắt máy được. Gắm. Đây. Ra tới ghe cả nhà. Đây, mình được mấy thằng cua đây. Gắm mời coi nha. Ba. Bốn. Quá đừng được cái chắc. Giờ luôn đấy kìa. Năm. Con này sáng gãy càng khóc ca sùm hô lớn. Sáu. Tám. Cô này tím mà không đẹp chưa. Vãi con cua. Vãi con chết.
Đây. Đây, kết quả có được như đây cả nhà. Thành quả của trứng chi nha cả nhà ơi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Những cái nhà clip sau nha cả nhà. Giờ nước ngập mình mang này, giờ đi về. Chào tạm biệt cả nhà. Chào được bảy đồ cô bán nha cả nhà. Đây cái gấm này bán mà, cái gấm này. Mời à. Đi vào cô được. Đây có cái gấm này. Màu tím. Tím liền.